Morning. To prepare for the test next week, today I will give you a sample test. Xin chào tất cả các em. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ của tuần tới, hôm nay cô sẽ cho các em một cái đề minh họa dựa theo ma trận của đề kiểm tra giữa kỳ. Chúng ta ôn tập. Okay. Nào. Ở phần thứ nhất, okay, part 1. Choose the words whose underlying part is pronounced differently from that of the other three. Phần thứ nhất chúng ta sẽ có hai câu. Câu thứ nhất chúng ta sẽ về phát âm ED. Chúng ta sẽ từ nhất engendered, destroyed, damaged, provided. Chúng ta đã học rồi. Từ tận cùng chỉ có từ tận cùng là chữ t và chữ d. Thêm ED, chúng ta sẽ đọc là dịch hoặc là dịch. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ có câu D là provided. Còn lại câu A tận cùng là chữ R. Câu B tận cùng là chữ I. Và câu C tận cùng là chữ J. Thế chúng ta sẽ có từ khác là provided. Now number 2. Đây chúng ta chú ý cho cô. Excite, decide, horrify và might. Vậy đây chúng ta sẽ chỉ có câu C phát âm là I, còn lại phát âm là I. So the answer is C, horrify. Part 2. Choose the words which is stripped differently from that of the other three. Chúng ta sẽ về nhấn âm và trọng âm. Đây chúng ta sẽ có từ nhấn âm đối với từ có hai âm tiết. Nào, letter A, maintain, B, marine, C, challenge và D, device. Chúng ta chú ý cho cô ở đây A, chúng ta đọc là maintain, cho âm rơi vào âm tiết thứ hai, và marine, cho âm rơi vào âm tiết thứ hai, và câu D, device, cũng cho âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì thế đáp án là câu C, challenge, cho âm rơi vào thứ nhất. Part 3, choose the best answer. Ở đây chúng ta sẽ có tổng hợp các câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng. Okay, number 4. Will you take a holiday once a year? Đây chúng ta sẽ thấy từ cụm từ once a year, tức là một năm một lần. Vậy thì đây sẽ là câu hỏi về tần suất. Và đây là câu hỏi WH question. Ta sẽ chọn từ how often cho câu trả lời, cho câu hỏi về tần suất. Number 5. Large areas of tropical rainforest by deforestation. Đây chúng ta thấy từ by. Khu vực lớn của rừng nhiệt đới. Chúng ta chấm bởi việc phá rừng. Vậy thì đây chúng ta sẽ nghĩ đến câu bị động. Vậy câu bị động thì bao giờ cũng hai yếu tố là động từ to be và verb 3 ed. Vì thế chúng ta sẽ loại bỏ câu B và câu D bởi vì nó là destroying. Còn câu A và câu C. Và câu này chúng ta xem cấu trúc bị động nào phù hợp nhất. Đây being destroyed thì chúng ta nó chưa thuộc thì nào hết. Chúng ta chỉ có câu C là A, being destroyed là bị động thì hiện tại tiếp diễn. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu C là are being destroyed. Number 6. Đây chúng ta thấy cụm từ hotel và từ if. Chúng ta biết ngay đây là câu điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 thì chúng ta sẽ mệnh đề điều kiện để if nó sẽ là thì quá khứ đơn. Thì chúng ta sẽ chọn new. Number 7. Chúng ta thấy cụm từ ở đây chúng ta thấy cụm từ would have succeeded. Đây là would have succeeded. Chúng ta thấy câu điều kiện loại 3. Vì thế mệnh đề if nó sẽ phải là thì quá khứ hoàn thành chủ ngữ cộng had cộng verb 3 ed. Câu trả lời sẽ là had tried. Okay, number 8. They put video cameras in shops. Stop people stealing things. Chúng ta thử dịch câu này. Họ đặt camera trong cửa hàng.
người ta trộm mà cái gì đó. Vậy thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ nghĩ đến từ chỉ một cụm từ chỉ mục đích là để ngăn. Vậy để ngăn ở đây thì chúng ta không thể chọn được not to là không làm gì đó. Và đây so that. So that thì thường theo sau nó là một câu. Vì thế chúng ta không chọn được. Bởi vậy đây theo sau là verb không stop people stealing things. À, thấy chỉ còn câu B và câu C là theo sau là verb không. Nhưng câu B nghĩa là để không, so as not to. Và câu C là để làm gì đó. Vậy phù hợp nghĩa nhất là gì đây? C. They put video cameras in shops in order to stop people stealing things. Okay, number 9. I have bought a toy. Happy birthday to you. À, ở đây là dạng câu hỏi về speaking. Ta sẽ có một câu về speaking. Một người nói và một người còn lại đáp. Có thể là hỏi đáp. Ở đây chúng ta là trường hợp giao tiếp. Vậy chúng ta ở đây, I have bought a toy. Tôi mua cho cậu một đồ chơi. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật cậu. À, vậy thì người kia chúng ta sẽ trả lời đáp lại là gì? Nếu what a lovely toy, thanks. À, được một bộ đồ chơi thật dễ thương, cảm ơn nhé. Câu B là have a nice day, là chúc một ngày tốt lành. Câu này không hợp lý. Câu C the same to you, mình cũng như cậu. What a pity, thật đáng tiếc. Đây câu phù hợp nhất sẽ là what a lovely toy, thanks. Và trong đề thi để kiểm tra cũng sẽ có một câu về speaking. And number 10. They were seeking a solution to the rainforest. Ở đây là dạng câu hỏi về word form. Vậy thì word form là danh, động, tính từ. Chúng ta sẽ điền như nào ở đây? Họ đang tìm kiếm một giải pháp cho cái gì đó của rừng nhiệt đới, của rừng mưa nhiệt đới. Vậy đây, các em chú ý cho cô, sau the, trước of, người ta sẽ điền danh từ. Và đây giải pháp cho cái gì đó, vậy thì cái gì đó sẽ phải là danh từ. Danh từ chúng ta sẽ loại bỏ câu. Nếu là danh từ thì loại bỏ câu C và câu D. Vì sao? Vì chỉ có động từ mới thêm ing. Vì thế, nếu câu C chúng ta bỏ đuôi ing đi thì chúng ta sẽ ra động từ. Vậy là câu D sẽ là động từ và câu C là động từ thêm ing. Ở đây câu A và câu B, câu A là danh từ, chỉ người phá hủy, và câu B từ có đuôi sin là danh từ, là sự phá hủy. Còn đuôi error của câu A là chỉ người. Vì thế ở đây nghĩa phù hợp nhất là destruction. Họ đang tìm kiếm giải pháp cho cái vấn đề phá hủy rừng nhiệt đới. Okay. Rừng mưa nhiệt đới. Number 11. Pan Khao is one of the most well-known in Vietnam. Một trong những gì đó well-known, nổi tiếng nhất. Ở đây chúng ta Văn Cao đã học ở bài ở bài music là nhạc sĩ. Thì chúng ta có từ nhạc sĩ là musician, còn từ actors ở câu A là diễn viên, authors câu B là tác giả, và singers là ca sĩ. Number 12. The atmosphere of the funeral was very, everybody looked very serious. Chúng ta chú ý cho cô từ funeral. Em học ở bài music, từ funeral là đám tang, đám ma. Vì thế ở đây chúng ta sẽ không thể chọn từ delightful. Delightful là vui vẻ. Difficult là khó khăn thì nó không rõ nghĩa, nó không hợp lý. Entertaining là giải trí, đây là càng hợp nghĩa. Ta sẽ gì đây? Bầu không khí của đám tang rất là trang nghiêm, solemn. Ta chọn letter D. And number 13. Câu 13 chúng ta là về từ vựng. Em chú ý cho cô.
chúng ta sẽ có khoảng 3 câu về từ vựng. Ở câu 11 chúng đã có một câu về từ vựng rồi. Và câu 13 chúng ta có một câu từ vựng nữa. Là câu thứ hai. Vậy đây chúng ta xem nghĩa câu từ vựng thì cũng em phải dịch ra chúng ta biết nghĩa được. The host threatened many of animals in the park. Cái gì đó đã đe dọa nhiều loài động vật ở khu công viên này. Chúng ta xem từ rainforest là rừng nhiệt đới, mưa nhiệt đới. À, chúng ta không hợp nghĩa. Không được. Không thể nào đe dọa được các động vật ở khu vực công viên này. Population là dân số. Không đúng. Increase là gia tăng. À, và câu D là contamination. Chúng ta đã học từ này. Đó là sự ô nhiễm. Thì chúng ta sẽ chọn nghĩa phù hợp nhất là D. Contamination. Sự ô nhiễm. And number 14. Some plants and animals live on or depend the bottom like starfish. Một số loài thực vật và động vật sống nhờ. Live on là sống nhờ. Và chúng ta thấy từ depend. Đây depend nó sẽ theo sau giới từ on. Là sống phụ thuộc vào tầng đáy. Giống như cá sao. Từ live on or depend on là sống nhờ và phụ thuộc vào. Sẽ có đáp án D. Đây là câu về giới từ. Anh em chú ý. Nhớ cho cô cụm từ live on và depend on, phụ thuộc hoặc là sống nhờ vào cái gì đó. Number 15. She swims twice a week. Đây chúng ta thấy từ twice, twice là hai lần. À, hai lần, vậy thì hai lần một tuần. Chúng ta sẽ điền mạo từ ở. Là chúng ta sẽ có một câu về mạo từ ở and và the. Number 16. Before she ở đây chúng ta sẽ thấy cụm từ xuất hiện từ before và chúng ta đọc vế câu sau she had studied English. Ở đây chứng tỏ là trường hợp này là tình huống trong quá khứ. Vậy thì chúng ta nhớ cho cô before nếu là tình huống trong quá khứ chúng ta sẽ có before cộng chủ ngữ cộng với thì quá khứ đơn. Hay viết rõ hơn là verb 2 ed và mệnh đề còn lại sẽ là chủ ngữ cộng thì quá khứ hoàn thành là had verb 3 ed. Vậy đây đề bài người ta cho là she had studied English. Vậy chúng ta sẽ còn vế còn lại là chủ ngữ cộng với verb 2 ed. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từ came. Before she came to England, she had studied English. Okay, number 7. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the words closest in meaning to the underlying words in each of the following questions. Đây là một câu về chem chú ý đi thi, chú ý cho cô từ closest là từ đồng nghĩa. Vậy ta sẽ có một câu về từ đồng nghĩa. This contamination has threatened the park and many of animals in it. Vậy về từ đồng nghĩa chúng ta chú ý cho cô. Nếu các em không biết nghĩa của từ gạch chân, chúng ta sẽ dịch cả câu và đoán nghĩa. Còn nếu ta biết nghĩa rồi, thì rất là nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Từ contamination, các em đã học rồi là gì? Là sự ô nhiễm. Vậy sự ô nhiễm nó đe dọa công viên và nhiều loài động vật ở đó. Vậy thì chúng ta sẽ xem cho cô từ ô nhiễm đồng nghĩa với từ A, B, C, or D. Dirt là bẩn, chất bẩn. Còn dust là bụi bẩn. Pollution, sự ô nhiễm. Và ugliness là sự xấu xí. Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời là pollution. Okay. Number 18. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlying parts that this correction in each of the following question. Chú ý của từ correction. Đây là gì đây? Sửa lỗi sai. Vậy ở đây sửa lỗi sai câu 18. Ta chú ý nó là từ if. Nó sẽ là câu điều kiện. Vậy thì các em sẽ phải nhớ được công thức của câu điều kiện. Đây chúng ta thấy từ yesterday là tình huống này trong quá khứ. Vậy đã dùng đến câu điều kiện có nghĩa là gì? Không có thể xảy ra trong quá khứ nữa. Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến câu điều kiện loại 3. Sẽ có là if chủ had verb by đi. Chủ ngữ good hoặc là could, might, have, verb by, đi.
Vậy đây người ta vế đầu vế thứ hai đó là would have got, hoàn toàn đúng. Và vế vế điều kiện didn't rain là quá khứ đơn là không được, và chuyển sang quá khứ hoàn thành. Như thế chúng ta sai ở câu letter A, chúng ta sửa lại là hadn't rained. Em chú ý cho cô. Number 5. Read the following passage carefully, then choose the correct answer. Ở đây chúng ta sẽ gặp một dạng bài. Chúng ta sẽ có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất, chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi. Vậy thì ở dạng này, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và cách thứ nhất, các em đọc qua bài đọc rồi đọc đến các câu hỏi và trả lời. Cách thứ hai, các em đọc cho cô 5 câu hỏi trước, sau đó quay lại đọc ở trên bài đọc. Cách nào cũng được. Ok, listen. We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are too dirty to swim in. There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of the world's cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have to wear oxygen masks. We have cut down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough to eat. In certain countries, in Asia, there is too little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside, where animals are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them to survive. However, it isn't enough simply to talk about the problem. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now, save the earth. It is too important to ignore. Chúng ta đã nghe xong cái bài đọc này và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trả lời câu hỏi. Vậy, the question number one, the seas and rivers nowadays. Các biển và sông, các dòng sông ngày nay, chúng ta sẽ chú ý, chúng ta sẽ tìm cụm từ seas and river. Vậy chúng ta sẽ tìm seas and rivers ở cái câu thứ hai. Are too dirty to swim in. Rất là bẩn để chúng ta có thể bơi ở đó. Là bẩn, chúng ta không thể bơi được. Vậy thì chúng ta sẽ là câu A là cannot be swimming, không thể được bơi ở đó. Thì câu này chúng ta chưa đủ. Ở đây cái phần này người ta chú ý nhấn mạnh cái từ too dirty to swimming, tức là bẩn, ô nhiễm. Vậy thì chúng ta xem are less dirty than they used to be, tức là ít bẩn hơn trước kia, là không đúng. Are dirty enough to swim in, bẩn đủ, bẩn có thể bơi được, là không đúng. Câu đây là contaminated, đây là gì đây, đang bị ô nhiễm. Ý của câu này mình nhấn mạnh vào sự ô nhiễm, chúng ta sẽ có đáp án are contaminated là đúng nhất. And number two, smoke là khói bụi. Chúng ta sẽ tìm câu nào có từ smoke. Câu 2, there's so much smoke in the air that is unhealthy to live in. Đây chúng ta sẽ tìm được cụm từ smoke rồi. Vậy chúng ta sẽ xem là có quá nhiều khói bụi ở trong không khí và không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì chúng ta unhealthy to live là không khỏe để sống đó, là không tốt cho sức khỏe. Chúng ta sẽ có cụm từ is harmful to health, là có hại cho sức khỏe. Còn câu B là full of the big city, đầy ở các thành phố lớn. Câu này là chưa đúng, không được. Câu C là causes an healthy life, gây ra một cái cuộc sống đến một healthy life là cuộc sống khỏe mạnh, không đúng. Makes life in a big city difficult, này là người ta không đề cập đến như vậy. Cho cô, it is unhealthy to live, chính là harmful to health.
hại cho sức khỏe. And number three, in one well-known city, traffic policemen have to wear oxygen mask. Vậy chúng ta tìm chỗ nào có have to wear oxygen mask. Đã dò, chúng ta đã thấy câu prisoners gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have to wear oxygen mask. Nó ở cuối của đoạn 1. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ so much that có quá nhiều chất chất độc các khí khí độc từ các xe xe hơi làm ô nhiễm bầu không khí đến mức mà các cảnh sát giao thông đều phải đeo mặt nạ. Vậy đây chúng ta sẽ lấy lý do là gì đây? Câu A là in order to protect themselves from being injured, để bảo vệ họ từ việc bị thương. Không đúng, không bị thương, không không có đề cập đến ở đây. B because there are so many cars on the streets, bởi vì có nhiều xe ô tô ở trong thành phố. Đây không phải lý do, cũng không phải ở trong bài đọc. In spite of poisonous gases, mặc dù về các khí độc là không không hợp nghĩa. Câu D because of air pollution là bởi vì gì? Sự ô nhiễm không khí. Câu này hoàn toàn đúng. Ta chọn câu D. And next, number four, number five. The worst number four, the worst poisoners in the first part paragraph is closest in meaning to. Nhưng đây ta chú ý cho cô từ closest có nghĩa là đồng nghĩa. Vậy chúng ta sẽ tìm từ đồng nghĩa trong bài đọc. Vậy tính được poisonous. Ta xem poisonous gases, poisonous. Đây nghĩa của nó là độc hại. Và chúng ta sẽ xem đồng nghĩa với từ nào. Pollution là sự ô nhiễm. Thì chưa đúng. Toxic là độc hại, unhealthy là không khỏe, dirty là bẩn. Vậy chúng ta nghĩa phù hợp nhất là toxic. Okay, letter B, toxic. And number five, the words them in the second paragraph refers to. Đây cũng là một dạng câu hỏi tiêu biểu trong bài đọc. Nó nghĩa là gì? Từ in đặt từ them ở trong đoạn 2 á thì liên quan đến từ nào? Muốn tìm được từ này thì chúng ta sẽ phải đọc cái câu đằng trước nó hoặc là phần đằng trước của từ đó. Để ta đọc nào. Cái câu đó như sau. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them to survive. Chẳng hạn như các con hổ quý hiếm ở Ấn Độ bởi vì chúng đã bị giết quá nhiều để chúng có thể sống sót. Thì chúng ta sẽ xem từ them ở đây thay thế cho từ nào. Từ them ở đây nó sẽ liên quan đến từ tigers. Em chỉ cho cô. Đáp án chúng ta sẽ là tigers. Okay. Tigers are rare in India now. Yêu cô từ tiger. Còn wild animals nó là ở câu trước nó. Là động vật hoang dã vừa đã đang biến mất một cách nhanh chóng, chẳng hạn như các con hổ quý hiếm ở Ấn Độ, đúng không? Thì chúng ta sẽ còn từ countries là không đúng, India là Ấn Độ, đúng không? Chúng ta chỉ còn từ tigers. Okay. And the next rating, chúng ta sẽ có một bài đọc nữa là bài điểm khuyết. Choose the appropriate words to complete the passage. Chúng ta sẽ có 5 ô trống phải điền. Thì phần này chúng ta chú ý cho cô, các em không có thể không cần đọc cả bài. Ta chỉ cần đọc cái ô trống chứa nó và đọc cả bài, nó đọc lướt qua cũng được. Thì chúng ta chú ý cho cô. Tropical forest have earth with many sources of plants for food, medicine and industry. Rừng nhiệt đới cho chúng ta nhiều loại động thực vật, nhiều loại thực vật để làm thức ăn, làm thuốc và trong ngành công nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cho cô nghĩ là đến từ cung cấp. Vậy đây có từ earth with. Vậy em chỉ cho cô nếu là given là cho chúng ta, nếu chọn câu A thì không có with, là given give somebody something nhưng không chọn câu A được. Brought mang. Nó không dùng với trường hợp này.
supply là cung cấp và donated là tặng biếu. Chúng ta không đi với từ with, chúng ta nghĩa nhất là suppliers with. And number two, they could probably supply men more. They also reduce. Chúng có thể cung cấp cho con người nhiều hơn nữa. Chúng cũng có thể giảm. Ở đây chúng ta thấy có phần liệt kê là end drought. Thì drought là hạn hán. Vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một từ giống như nó, bởi vì trước end và sau end nó phải có tương đương với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ xem sẽ là nói về thiên tai. Nó từ deserts, hoang mạc, flood, lũ lụt, có thể được heat, nào nóng, sức nóng, và từ hazard là mối nguy. Ở đây chúng ta thấy phù hợp nhất là they also reduce flood, bởi vì cây cối ấy, rừng thì nó sẽ làm giúp thì đây giữ nước và ngăn cản, nó giúp cho giảm cái lũ lụt. Chúng ta đã học rồi, they also reduce floods and rot. Câu trả lời sẽ là flood. Number three, but the tropical forests are destroyed to make room for things like farms, ranches, mice and parrotlets. Như chú ý cho cô cái câu câu trống thứ ba, đây chúng ta đã thấy động từ to be là are, đây là câu về ngữ pháp, và từ destroy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu bị động. Vậy thì câu bị động nào mà lại có thể còn một từ giữa a và destroy? Chỉ có thể là gì đấy, a being destroy là bị động hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ chọn câu C. And number four. Thì câu này chúng ta sẽ ghi cho cô này. Rừng nhiệt đới đang bị phá hủy để làm những cái nơi giống như là nông trại, trang trại, mỏ và hydroelectric, tức là thủy điện. Vậy chúng ta sẽ người ta sẽ xây đập thủy điện, thì đập thủy điện nó sẽ là hydroelectric dam. Từ này các em học từ vựng nó sẽ cho khoa. Number five. Number five là một câu về từ. Chúng ta chú ý cho cô, ở đây có cấu trúc là are gender. Chúng ta nghĩ ngay cấu trúc là be in danger, là gặp nguy hiểm. Nhưng câu này không cần dịch. Chúng ta chú ý cho cô, are gender, be in danger. Đáp án sẽ là câu D, in. And next part. Là phần tiếp theo là phần rewrite the sentences as directed. Sẽ có viết lại câu ở đây, người ta sẽ dẫn có các em 6 câu. Câu thứ nhất. The first sentence. We don't have a garden, so we don't grow our own vegetables. Vậy đây chúng ta thấy từ gợi ý là từ if, chúng ta sẽ nghĩ đến câu điều kiện. Và đề bài là thì don't, nó là thì hiện tại đơn. Thế chúng ta sẽ nghĩ đến trường hợp điều câu điều kiện không thể xảy ra hiện tại, đúng không? Thì nó sẽ là câu điều kiện loại 2. Chúng ta sẽ có câu trúc cố định loại 2 là if chủ ngữ cộng verb hay đi, hoặc là were cộng với chủ ngữ cộng với would hoặc could cộng verb không. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cấu trúc ở trên màn hình và sẽ viết lại như sau. If we have a garden, we could grow our own vegetables. Nếu chúng tôi có một khu vườn, chúng tôi sẽ trồng rau cho riêng mình. Em chỉ cho cô, nếu em dịch được rất là tốt, làm rất dễ, nhưng nếu không dịch được, em chú ý là đề bài nếu phủ định thì dưới chúng ta sẽ viết là khẳng định và ngược lại. Okay, number two. I wasn't hungry, so I didn't feel like eating. Ở đây chúng ta sẽ lại thêm một câu điều kiện nữa. Chúng ta làm câu 1 loại 2, loại 2, câu 2 chúng ta sẽ có loại mấy? Chúng ta thấy động đề bài là wasn't và didn't. Vậy nó sẽ là quá khứ đơn. Đơn tức là tình huống này không thể xảy ra trong quá khứ nếu dùng câu điều kiện. Vì vậy chúng ta sẽ dơ viết câu loại 3. Cấu trúc câu loại 3 là gì? If chủ ngữ cộng với have verb by đi. Chủ ngữ cộng would have verb by đi. Vậy chúng ta sẽ viết lại như sau. If I had been hungry, I would have felt like eating. Đề bài là
Tôi không đói, vì vậy tôi không cảm thấy muốn ăn gì. Muốn ăn. Vậy thì chúng ta viết là nếu tôi đói, tôi sẽ cảm thấy muốn ăn. Nhưng chú ý cho cô đã dùng if thì chúng ta bỏ sâu đi. Sâu này là gì đây? Từ nối giữa hai mệnh đề. Number three, the bullets have fought two children in the forest. À, đây nó là một dạng nữa. Nó thấy người ta kéo cho chúng ta từ two children dưới. Đề bài có thể người ta không cho từ two children, nhưng người ta có thể cho từ passive bên cạnh. Thì chúng ta biết ngay đó là câu bị động. Vậy thì muốn viết được cái này, chúng ta phải xem đề bài là thì gì. Đề bài là have fought. Đây là bị động của thì hiện tại. Đây là trường hợp hiện tại hoàn thành. Vì thế chúng ta viết lại câu bị động hiện tại hoàn thành như sau. Cấu trúc sẽ là chủ ngữ cộng has hoặc là have been cộng verb by đi với tân ngữ by tân ngữ. Chúng ta sẽ viết lại như sau. Two children have been found in the forest by the police. À, ở đây by the police chúng ta phải viết vào, chúng ta không được được bỏ, nó là trường hợp thể. Ok. Number four, a special committee is starting the report. À, ở đây người ta lại kéo cho chúng ta từ the report xuống, vì thế chúng ta sẽ cũng nghĩ đến câu bị động. À, vậy câu bị động đây là thì gì? Xem đề bài là is starting, vậy nó là sẽ là bị động của thì hiện tại được diễn. Vậy ta sẽ có cấu trúc bị động hiện tại được diễn là gì? À, chủ ngữ cộng am, er, being, verb by đi cộng với by all. Vì thế chúng ta sẽ viết lại, chú ý nào. À, đề bài chúng ta sẽ là một cái hội đồng đặc biệt đang xem xét là cái bản báo cáo. Vì chúng ta sẽ viết là bản báo cáo đang được xem xét bởi một hội đồng đặc biệt. Dựa vào cấu trúc ta viết như sau. The report is being studied by a special committee. Từ a special committee chúng ta cũng không được bỏ trong trường hợp này. And number five. I called the police. I wanted to inform them of a burglary. Em chỉ cho cô ở đây là một dạng câu nữa là combine the following pairs of sentences using two verb infinitive. À, đây là chúng ta kết hợp, chúng ta đọc cho cô cái phần yêu cầu đề bài. Kết hợp hai đôi câu và sử dụng to cộng verb không, verb infinitive chính là verb không á, verb nguyên mẫu ấy. À, vậy chúng ta là tôi đã gọi cảnh sát, tôi muốn thông báo cho họ về một vụ trộm. Vậy đây to cộng verb infinitive, ở đây người ta muốn nói đến từ chỉ mục đích sử dụng cụm từ to verb. Chúng ta sẽ viết lại tôi gọi cảnh sát để thông báo cho họ về vụ trộm. Okay, the answer is I called the police to inform them of burglary. Em chú ý bỏ cô từ I wanted. Vì I wanted nó mang nghĩa là chỉ mục đích. Nó chính là to verb. À, vì thế chúng ta sẽ bỏ cho cô I wanted. And the last question. Câu hỏi cuối cùng. Make questions for the underlying words. Đặt câu hỏi cho từ được gạch chân. Vậy thì các em xem từ gạch chân ở đây là gì? To buy some bread. Cô ấy đi chợ để mua một ít bánh mì. À, vậy thì ở đây để mua bánh mì, cái này là mục đích. Vậy chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu hỏi với what for, để làm gì. Và chú ý cho cô đề bài là when, có nghĩa là thì quá khứ đơn. Vậy các em sẽ phải dùng trợ từ là did. Đã viết lại như sau. What did she go to market for? Đấy là cách thứ nhất. Cô ấy đã đi siêu thị để làm gì? What for? Để làm gì? Và cái thứ hai, các em có thể làm trường hợp là why did she go to market? Market cũng được. À, và cố gắng nhớ cho cô ít nhất một trường hợp là what did she go to market for? Các em ghi chép lại đầy đủ cho cô. Em chú ý cho cô cái phần writing, chúng ta sẽ có 6 câu. Hai câu điều kiện. Rồi là chúng ta sẽ có câu bị động, rồi chúng ta sẽ có câu chỉ mục đích và câu hỏi cho từ gạch chân. Em chú ý cho cô. Okay, now homework.
À, vì tuần sau chúng ta thi rồi cho nên là hôm nay cô sẽ không cho các em bài tập về nhà, mà bài tập về nhà của các em là học lại cho cô tất cả những câu hỏi trong đề cương môn tập để chúng ta có một bài thi tốt cho tuần sau. Okay, goodbye. Thank you for listening.